Hôm nay thì chúng ta học về cái hội chứng thận hư. Đó thì trong cái hội chứng thận hư thì chúng ta sẽ khảo sát một cái loại bệnh của cầu thận. Đó thì hội chứng thận hư là một tập hợp các triệu chứng của bệnh cầu thận mãn tính với nét đặc trưng là tiểu đạm ồ ạt, tức là trên 3 gram rưỡi trong 24 giờ, giảm protein máu dưới 60 gram trong 1 lít, giảm albumin máu dưới 30 gram trong 1 lít. Xin lỗi các bạn, điều chỉnh lại ha, là dưới 30 gram trong 1 lít. Bệnh nhân có phù tăng mỡ máu và các cái rối loạn chuyển hóa khác. Thì đây là cái sơ đồ cho chúng ta thấy cái cầu thận, và đây là các cái mao mạch ở cầu thận, đây là lớp màng nền nha, và đây là các cái tế bào có chân bao ở chung quanh cầu thận. Bên ngoài cầu thận thì chúng ta có nang bao mân, và đây là tế bào biểu mô thành của nang bao mân. Và sau khi nước tiểu lọc qua màng lọc cầu thận nó vào trong nang bao mân thì nó sẽ vào ống lượng gần. Về sinh lý bệnh của hội chứng thận hư, tức là chúng ta có bệnh nhân sẽ tiểu đạm ồ ạt, do đó là albumin máu giảm, vì vậy cho nên nó đưa đến là giảm áp suất keo trong mao mạch. Và áp suất keo là cái lực hút dịch từ ở trong mô đi vào mao mạch, do đó là cái lực hút này nó bị giảm, do đó là dịch ở trong mô kẽ. Do đó nó sẽ làm giảm thể tích máu hay là thể tích dịch ngoại bào, giảm tưới máu thận ha, và kích hoạt cái hệ thống ERAA. Do đó chúng ta có bài tiết renin, rồi thành lập angiotensin 2 và aldosterone, do đó là gây ứ natri và nước, và do đó bệnh nhân bị phù nề. Đồng thời giảm cái protein trong máu, cho nên nó sẽ kích thích gan sản xuất protein và lipid, và nó làm tăng mỡ máu. Và đồng thời thì bệnh nhân cũng tiểu ra lipid, thường là tiểu ra cái cholesterol. Và trong hội chứng thận hư á, là chúng ta có một cái viêm cầu thận mạn, thì kháng thể màng nền, kháng thể kháng màng nền cũng như các cái phức hợp miễn dịch nó có thể đóng ở trên màng nền của cầu thận, và nó hoạt hóa các cái hệ thống mô thể, hoạt hóa các cái ứng động tiểu cầu, gây hiện tượng quá mẫn, rồi tăng tính thấm màng nền cầu thận, hoạt hóa ứng động bạch cầu, giải phóng các cái men và của tiêu thể làm cho phân hủy màng nền. Điều này cũng làm cho hủy các cái màng nền, cho nên các cái thành phần của màng nền nó xuất hiện ở trong nước tiểu. Đồng thời giải phóng các cái men tiêu thể thì chúng ta có các cái men hiện diện trong nước tiểu, và cái này nó cũng tham gia trong cái quá trình hoạt hóa viêm. Một đằng thì chúng ta có tăng ngưng kết tiểu cầu, tăng dòng máu, và chúng ta có hoạt hóa yếu tố 12, rồi hoạt hóa hệ thống kinin đưa đến viêm, hoạt hóa quá trình viêm. Rồi chúng ta có lắng đọng fibrin, rồi dưới tác dụng của plasmin thì chúng ta có ly giải fibrin và cho ra các cái sản phẩm của cái quá trình mà ly giải fibrin. Do đó mình có các cái sản phẩm chuyển hóa của fibrin có ở trong nước tiểu và trong máu. Với cái tiểu đạm 3,5 gram trong 24 giờ thì cái albumin trong máu nó sẽ giảm, do đó nó sẽ kích thích gan tổng hợp albumin. Do đó chúng ta sẽ có gan tăng tổng hợp albumin. Và thường trong cái hội chứng thận hư á, bệnh nhân đái albumin nhiều hơn là các cái protein khác, do đó albumin giảm liên tục dưới 30 gram trong lít.
và do đó giảm cái áp suất keo như nãy mình nói, giảm thể tích dịch ngoại bào, do đó kích hoạt hệ thống ERA. Thì các bạn có sản xuất angiotensin 2 và angiotensin 2 thì kích hoạt cái tổng hợp aldosterone, do đó nó giữ nước và muối. Và chúng ta cũng có kích thích bài tiết ADH và do đó là giảm cái bệnh nhân không có đủ ADH, cho nên là phù nề nó sẽ nặng thêm và giảm đáp ứng của thận đối với lại cái hormone làm đái ra natri ở thận, mà do cái tim và do cái tâm nhĩ bài tiết là ALP, do đó bệnh nhân bị phù phù nề phù to. Và albumin mất trong nước tiểu là phần lớn, tuy nhiên một số các cái protein khác như là protein gắn với kim loại, transferrin, bổ thể, globulin miễn dịch, hormone cũng được thải ra trong nước tiểu. Những cái yếu tố đông máu cũng như là tiêu sợi huyết cũng được đào thải ở trong nước tiểu. Về phân loại hội chứng thận hư thì mình có thứ nhất là nguyên phát là 90% trường hợp, thường là nguyên nhân không có rõ, có thể là do tự miễn. Thì về mặt sang thương đó, thì khi mà mình làm sinh thiết thận mình có thể thấy nhiều cái loại thay đổi về mặt vi thể khác nhau, ví dụ như là những cái loại mà cầu thận có sang thương ít nhất mình gọi là bệnh cầu thận sang thương tối thiểu, hoặc là thay đổi vi thể chính đó là xơ hóa một vùng của cầu thận, do đó mình gọi là xơ chai cầu thận khu trú từng vùng, hoặc là màng cầu thận bị dày lên, người ta gọi là bệnh cầu thận màng. Đó thì trong cái vi thể người ta cũng có thể thấy sự tăng sinh màng ở trong cầu thận, hoặc tăng sinh giang mạch, hoặc là đóng các cái fibrin, hoặc là các cái dạng miễn dịch gây ra viêm cầu thận tơ huyết và viêm cầu thận do đáp ứng miễn dịch, hoặc là viêm cầu thận tiến triển nhanh, hoặc là viêm cầu thận hình điềm. Cái phân loại thứ hai đó là hội chứng thận hư thứ phát, thì thường là xảy ra sau khi chúng ta sử dụng một số thuốc để điều trị, ví dụ như là muối vàng, thủy ngân, penicillamine, heroin, probenecid, captopril, NSAID tức là thuốc giảm đau không phải steroid, lithium, interferon thường là dùng trong điều trị viêm gan, clopopamide, rifampin hoặc varin, hoặc là các cái thuốc cản quang, hoặc là do dị ứng với lại phấn hoa, côn trùng đốt, rắn cắn sau khi chích ngừa, hoặc là sau khi chích kháng độc tố, hoặc là do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng, hay là trong các cái bệnh lý hệ thống, bệnh lý tự miễn, viêm lupus đỏ hệ thống, bệnh mô liên kết, viêm da cơ tự miễn, viêm khớp dạng thấp, viêm mạch máu hệ thống, hoặc là dị ứng nặng do thuốc mình gọi là ban xuất huyết inositol, hoặc là ung thư. Phân loại thứ ba đó là hội chứng thận hư bẩm sinh, là ít khi xảy ra, thường xảy ra trẻ dưới 1 tuổi, dưới 3 tháng tuổi, và đối với những trẻ này thì phải điều trị bằng ghép thận. Bây giờ thì mình nói về thay đổi về mặt di thể tức là giải phẫu bệnh, thì muốn thật ra thì trong hội chứng thận hư đó biểu hiện lâm sàng nó giống nhau, tức là bệnh nhân phù to, đi tiểu ít, tiểu đạm nhiều, có thể có tiểu máu, tăng huyết áp vậy thôi. Do đó là nếu mà chỉ dựa trên lâm sàng thì chúng ta cũng không có biết phân loại được rõ ràng. Muốn phân loại rõ ràng thì thường yêu cầu là phải sinh thiết thận và chúng ta xem sự thay đổi về mặt mô học. Đó thì chúng ta có thứ nhất là sau khi sinh thiết thận thì chúng ta có thể thấy được những cái sang thương rõ ràng. Thứ nhất là bệnh cầu thận sang thương tối thiểu,
Ý nghĩa của cái câu này có nghĩa là cái cầu thận có cái tổn thương ít nhất á, trong các loại thì 70 đến 90% là thấy ở trẻ em. Thì trên cái sinh thiết thì chúng ta thấy cầu thận gần như là bình thường, có thể có tăng sinh khu trú giang mạch, các cái tế bào, các tế bào nhiều chân á, các cái chân của các cái tế bào này á là nó có thể dính vào nhau. Thì đây là cái sơ đồ của cái cầu thận, một phần này được phóng to lên á, thì các bạn có đây là cái lớp nội mô của mạch máu, đây là lớp màng nền, và bên ngoài là các tế bào có chân, các cái podocyte và các cái lỗ giữa các cái tế bào có chân đó. Thì trong cái sang thương tối thiểu này đó thì các cái lỗ này nó có thể các cái chân nó bị dính vào nhau. Đây là cái hình của các cái lỗ giữa các cái tế bào có chân bình thường dưới cái kính hiển vi điện tử, và đây thì mình thấy những cái lỗ này nó mất đi. Thì về lâm sàng đó thì nó có những cái triệu chứng của hội chứng thận hư điển hình: khởi phát đột ngột, ít có làm tăng huyết áp và suy thận, bệnh nhân tiểu đạm chọn lọc, chọn lọc tức là tiểu ra albumin nhiều hơn là những cái protein khác. Ngoài ra đó thì mình thử huyết thanh đó, mình đo lượng bổ thể thì mình thấy là bổ thể bình thường, đáp ứng tốt với lại điều trị, thường là người ta điều trị bằng corticoid, nhưng mà nó rất là dễ tái phát, 50% là tái phát. Cái thay đổi về mặt môn học thứ hai, tức là cái loại thứ hai mình gọi là sơ chai cầu thận khu trú từng vùng. Đây là một cái cầu thận bình thường, và trong cái bệnh lý này á, thì các bạn sẽ thấy một phần mà cái mạch máu và cầu thận nó bị sơ quá đó. Thì bệnh lý này là thường gặp ở người lớn hơn là trẻ con, chiếm 25% hội chứng thận hư xảy ra người lớn, nhất là người lớn mà bị nhiễm HIV hoặc là người lớn bị béo phì đó. Thì đây là hình ảnh sinh thiết thận, hình ảnh mô học thì mình thấy đây là một cái cầu thận bình thường với lại cái nang bao minh rất là rõ. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy một cái cầu thận không có thấy nang bao minh, chỉ thấy một bên thôi, còn bên này á, mình không có thấy nang bao minh nha, mình không có thấy nang bao minh, và mình thấy nó có sơ hóa các cái cầu thận một phần đó. Thì như vậy là về mặt môn học thì chúng ta thấy nhiều cầu thận bị sơ hóa, chỗ sơ hóa dính vào khoang bao minh, lòng ao mạch bị tắc nghẽn và tăng sinh giang mạch, các cầu thận không bị sơ hóa. Dưới kính hiển vi Huỳnh quang, nếu mà chúng ta làm cái miễn dịch Huỳnh quang thì chúng ta thấy lắng đọng nhiều cái IgM, bổ thể C1q và C3 ở cầu thận. Các tế bào chân giả thì dính vào nhau, bong tróc ra khỏi màng đáy mao mạch, và cái tổn thương thường nằm ở ranh giới giữa vùng vỏ và vùng tủy. Về đặc điểm lâm sàng của cái thể bệnh này á, là bệnh nhân cũng có cái hội chứng thận hư điển hình, nhưng mà xuất hiện từ từ. Bệnh nhân có thể có tiểu máu, tăng huyết áp, suy thận, rồi tiểu ra bạch cầu, tiểu ra glucose và phosphat do tổn thương ống thận gần. Và đặc điểm là khác là nó tiểu đạm không chọn lọc, có nghĩa là protein các loại đều có ở trong nước tiểu, không riêng gì albumin mà các loại khác cũng có nhiều trong nước tiểu. Và 15 đến 40% bệnh nhân đáp ứng với điều trị, nhưng mà nó cũng dễ tái phát và nó đưa đến cái suy thận. Cái thể thứ ba đó là mình có tăng sinh màng nền cầu thận, mình gọi là bệnh cầu thận màng. Bệnh này cũng thường xảy ra người lớn và chiếm 25% trong các cái hội chứng thận hư. Bệnh này có thể là nguyên phát, thứ phát, tự miễn hoặc là do nhiễm khuẩn. Về mặt giải phẫu bệnh đó, mình thấy lắng đọng các cái phức hợp IgG và C3 ở dưới lớp tế bào biểu mô.
và thành của cái lớp mạng nền đó, thành mao mạch nó bị dày lên đó, thì đây là các bạn thấy các khúc họp miễn dịch nó lắng đông. À, đây là cái diễn tiến lúc mà cầu thận bình thường, sau đó giai đoạn sớm thì mình thấy là lắng động một ít phức hợp miễn dịch thôi, nhưng mà tới giai đoạn cuối á, thì các bạn thấy là phức hợp miễn dịch nó rất là nhiều và nó làm cho dày lớp mạng nền. À, về lâm sàng thì có cái hội chứng thận hư thuần túy, khởi đầu thì từ từ tiểu đạm nặng mà hay kèm với lại thuyên tắc tĩnh mạch thận, và diễn tiến thì nó cũng đưa đến suy thận, tiểu đạm nặng và kéo dài, tăng huyết áp khó kiểm soát, teo ống thận và xơ hóa mô kẽ, và tỷ lệ sống còn của thận là 65% sau 10 năm. Thể thứ tư á, là viêm cầu thận tăng sinh màng, tức là ở đây mình có chữ tăng sinh, thì tăng sinh đó màng nền cầu thận thì cũng vậy, chúng ta có phức hợp kháng nguyên kháng thể đóng ở đáy cầu thận. À, bệnh này ít xảy ra ở trẻ em hơn là người lớn. Bệnh là nguyên phát hay thứ phát sau một nhiễm khuẩn, hoặc là do bệnh lý tự miễn, hoặc là do ung thư hay là di truyền. Về mặt mô học thì chúng ta cũng có dày lớp màng nền cầu thận, nhưng mà có tăng sinh tế bào giang mạch, tăng sinh nội mô, và nó tăng sinh không có đồng đều, tăng sinh nằm ở một góc của cầu thận, cho nên nó tạo ra cái dạng hình liềm, người ta gọi là viêm cầu thận dạng liềm, do lắng động phức hợp miễn dịch dưới lớp tế bào nội mô. Đó thì ở đây các bạn thấy là nó lắng động giống như là hình liềm ở đây nha. Ở đây thì ở đây chúng ta có nhiều cái tế bào tăng sinh cộng với lại fibrin lắng động đó, và dưới kính hình di huỳnh quang thì mình thấy lắng động nhiều bổn thể C1Q, C4, C3 và IgM. Về lâm sàng đó thì bệnh nhân có cái hội chứng thận hư nhưng mà kèm với tiểu máu, suy thận thì diễn tiến nhanh và có cái trước đó thường có nhiễm trùng đường hô hấp trên. Rồi bệnh nhân có viêm cầu thận cấp và diễn tiến thì dĩ nhiên là nó sẽ đưa đến suy thận. Ở đây thì các bạn thấy một cái cầu thận bình thường, ở đây là bắt đầu là có tăng sinh các cái tế bào đó, và đây là dưới kính hiển vi huỳnh quang thì mình thấy là lắng tụ nhiều bổn thể C3. Trong cái hình này thì chúng ta thấy là cái diễn tiến là sang thương tối thiểu ha, rồi sau đó thì chúng ta có cái tăng sinh màng, rồi ở đây thì lắng tụ ở dưới lớp tế bào nội mô, rồi tăng sinh các cái tế bào biểu mô đó, và lắng tụ ở dưới cái giang mô, tức là các cái loại sang thương mà chúng ta thấy chúng ta mới vừa kể. Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân phù toàn thân đó, thì ở đây là mình nói chung về hội chứng thận hư đó, là phù toàn thân, bắt đầu ở mặt thường á, phù mà do thận là bắt đầu ở mặt trước. Buổi sáng thức dậy thì thấy nặng ở mặt hoặc là hai con mắt bị phù, phù mềm, ấn lõm, không đau và đối xứng hai bên. À, có thể có tràn dịch đa màng gây khó thở, có thể có suy tim đi kèm gây phù phổi. Dĩ nhiên là ứ nước cho nên tiểu ít, nước tiểu có nhiều bọt, tiểu máu, mệt mỏi, chán ăn và có kèm với lại bệnh lý nền. Bây giờ đó thì để chẩn đoán hội chứng thận hư, chẩn đoán xác định thì nó có nhiều cái triệu chứng quá, cho nên mình sẽ dựa vào ba cái tiêu chí thôi. Đó là đạm niệu ồ ạt, tức là trên 3 gram rưỡi trong 24 giờ. Thứ hai là albumin máu giảm dưới 30 gram trong 1 lít và protein máu dưới 60 gram trong 1 lít. Và thứ ba là tăng mỡ máu. Đó thì ba cái tiêu chí chính để mà chúng ta chẩn đoán xác định hội chứng thận hư.
À, có nhiều trường hợp đó, nó không có đủ ba tiêu chí đó thì mình không có chẩn đoán hội chứng thận hư. Chẳng hạn như trường hợp bệnh nhân có tiểu đạm nhiều trên 3,5 g trong 24 giờ nhưng mà lâm sàng thì không rõ rệt của hội chứng thận hư, thì lúc đó người ta chỉ chẩn đoán là protein niệu ngưỡng hội chứng thận hư. À, hoặc là bệnh nhân có tiểu đạm nhưng mà không quá 3 g trong 24 giờ, tức là từ 0,3 đến 1,5 g trong 24 giờ mà không có triệu chứng lâm sàng gì hết thì mình gọi là protein niệu không triệu chứng. Do đó là khi mà lâm sàng thì các bạn có phù to, rồi bệnh nhân có tiểu ít, rồi bệnh nhân có tiểu đạm màu hạt, tiểu mỡ, mình nghi ngờ hội chứng thận hư nhưng mà mình phải muốn chẩn đoán xác định thì vẫn phải là sinh thiết thận là bắt buộc. À, nhưng mà dĩ nhiên ở dưới trẻ em đó thì thường hội chứng thận hư là sang thương tổn thiểu, vì vậy cho nên là đối với trẻ em thì trước khi mà sinh thiết thận thì người ta cũng phải suy nghĩ, thì ở trẻ em ít ít có làm sinh thiết thận. Thì các bạn nhớ cho cô cái bảng này, trong cái bảng này các bạn có hai cái bệnh lý, đó là bệnh cầu thận sang thương tổn thiểu thường xảy ra ở trẻ em, 76% là trẻ em, thấy không? Và cái bệnh thứ hai là bệnh cầu thận mang đó tức là màng nền cầu thận nó dày lên đó, thì là xảy ra người lớn đó, người lớn mà dưới 60 tuổi là 40%, người lớn trên 60 tuổi là 39%, hai cái này cộng lại là 80%, thấy không? Còn những cái loại khác thì các bạn thấy nó ít. Về chẩn đoán thế nào là hội chứng thận hư nguyên phát, tức là đầu tiên á, là phải đủ tiêu chuẩn của hội chứng thận hư cái đã, rồi sau đó chúng ta mới loại trừ, tức là nếu mà bệnh nhân không có một cái biểu hiện thứ phát của một bệnh lý nào khác thì lúc đó chúng ta mới chẩn đoán là hội chứng thận hư nguyên phát. Đứng trước một bệnh nhân bị hội chứng thận hư như vậy thì về mặt cận lâm sàng á, thì chúng ta phải làm cái chức năng thận, đúng không? Mình phải xét nghiệm nước tiểu. Đó thì nước tiểu dĩ nhiên là tiểu đạm màu hạt, rồi tiểu máu, tiểu bạch cầu, tiểu ra gluco, có thể có trụ hồng cầu, hạt mỡ, trụ mỡ, các tinh thể cholesterol, trụ hyalin. Đạm niệu 24 giờ thì có thể trên 3 g trong 24 giờ. Trên 3 g, 3,5 g trong 24 giờ. Về thử máu thì mình thấy protein trong máu giảm, albumin dưới 30 g trong lít, protein trong máu giảm dưới 60 g trong lít. Protein thì trong đó mình cũng có globulin thì gamma globulin giảm hoặc là bình thường. Mỡ máu thì tăng, cholesterol tăng và triglyceride tăng. Thử chức năng thận thì mình sẽ đánh giá được là cái mức lọc cầu thận giảm là bao nhiêu và đánh giá cái mức độ suy thận. Rồi tốc độ lắng máu tăng do giảm đạm máu, natri máu giảm, kali máu giảm do bệnh nhân có thể có sử dụng nhiều thuốc loại tiểu corticoid, canxi máu giảm do các cái protein giảm, protein mà gắn với canxi, và đường máu thì tăng nếu mà bệnh nhân có đái tháo đường kèm. Khi mà thử thanh đó, mình tìm các cái mình nghi ngờ tự miễn thì mình tìm các cái kháng thể tự miễn, thì các bạn có kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng DNA, rồi kháng thể kháng liên cầu khuẩn, rồi nếu mà nghi ngờ các cái bệnh viêm gan siêu vi thì mình thử HBsAg, HBsAg hoặc là anti HBs hoặc là anti HCV. Rồi mình muốn coi bệnh nhân có bị HIV không thì mình thử anti HIV. Rồi mình tìm nồng độ bổ thể ở trong huyết tương coi có giảm không để mình phân biệt là nó là loại gì. Rồi mình tìm kháng thể kháng màng đáy là những kháng thể tự miễn, kháng thể kháng bào tương.
À, chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta có siêu âm thận, chúng ta có thể làm CT và cuối cùng là sinh thiết thận. Về cái vai trò của bổ thể trong bệnh lý của thận, trong bệnh lý viêm thì các bạn đã học phần miễn dịch rồi. Bây giờ cô nói qua nguyên tắc điều trị thôi nha. Điều trị hội chứng thận hư nguyên phát thì chúng ta thường là nguyên phát, thường thì lại không có hiểu rõ nguyên nhân, do đó là điều trị triệu chứng đó thì chúng ta dùng thuốc hạ áp đó, thì mục tiêu là làm sao đem cái huyết áp tâm thu dưới 130, tâm trương dưới 80. Còn nếu mà bệnh nhân protein niệu nhiều á thì dưới 125 tâm thu và 75 mm thủy ngân tâm trương. Về cái thứ hai là bệnh nhân phù nề thì mình phải cho ăn lạc, rồi dùng lợi tiểu, hạn chế nhập nước vào cơ thể, và nếu mà albumin giảm nhiều quá mình phải cho albumin vào để bớt phù, tại vì nó duy trì áp suất keo ha. Rồi mình sợ bệnh nhân có huyết khối, mình phải dự phòng và điều trị huyết khối thì mình dùng thuốc tiêu huyết khối, dùng thuốc kháng đông heparin hoặc là thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Và nếu có nhiễm khuẩn thì chúng ta phải dùng thuốc chống nhiễm khuẩn và kiểm soát mỡ máu, tức là dùng cái thuốc để giảm mỡ máu, chế độ ăn giảm mỡ, statin là để giảm cái cholesterol máu. Điều trị bệnh sinh tức là mình dựa trên cái cơ chế bệnh sinh để mình điều trị á đó. Thì giảm protein niệu thì mình dùng thuốc ức chế mang chuyển 40 đến 50%, nó có thể làm giảm 40 đến 50% protein niệu. Giảm muối, không nên dùng thuốc giảm đau thì nó có thể gây ra viêm mô kẽ thận. Ăn á, thì giảm protein trong chế độ ăn. Về điều trị đặc hiệu thì đối với lại hội chứng thận hư thì người ta dùng corticoid và các thuốc chế miễn dịch tùy theo loại tổn thương cầu thận. Trẻ con thì thường là dùng corticoid. Sau khi mình điều trị thì diễn tiến của bệnh á, là nó sẽ hết hoàn toàn, mình gọi là thoái lưu hoàn toàn, tức là biến mất hoàn toàn của protein niệu bất thường. Còn thoái lưu một phần tức là nó chỉ giảm bớt protein niệu nhưng mà không hết. Thì các bạn thấy là protein niệu từ 0,3 cho đến 3,5 gram trong 24 giờ, hoặc là giảm ít nhất 50% so với giá trị ban đầu và dưới 3,5 gram trong 24 giờ. Và sau khi điều trị thì nó thoái lưu hoàn toàn hoặc là thoái lưu một phần, nhưng mà sau đó nó lại dễ tái phát đó, do đó là bệnh nhân có thể bị tái phát protein niệu trên 3,5 g trong 24 giờ trở lại trong thời gian đó. Vì vậy cho nên là cái bệnh lý này thì rất là dễ tái phát. Bây giờ thì cô nói sang một cái bệnh lý nó có biểu hiện là hội chứng thận hư nhưng mà không hoàn toàn là hội chứng thận hư. Thì đó là viêm cầu thận IgA hay gặp nhất của viêm cầu thận nguyên phát. Bệnh lý này xảy ra tuổi 20 đến 30 tuổi và nam nhiều hơn là nữ. Về cái bệnh lý viêm cầu thận IgA đó thì đặc biệt là mình lắng động cái immunoglobulin A, đó là lắng động IgA vào trong các cái khoảng giang mạch, và mình có thể thấy rõ dưới kính hiển vi miễn dịch huỳnh quang, rồi mình thấy tăng sinh tế bào giang mạch và các cái chất giang mạch nó dày lên khi mình nhìn dưới kính hiển vi quang học. Về biểu hiện lâm sàng thì nó có thể biểu hiện bốn một trong bốn cái bệnh cảnh, đó là đái máu đại thể hoặc là đái máu vi thể đơn độc cộng với protein niệu, hoặc là viêm thận cấp
hoặc là hội chứng thận hư đó, do đó là mình không có xếp nó hoàn toàn vô cái hội chứng thận hư, nó cũng có thể biểu hiện bằng cái viêm thận cấp chẳng hạn, hay là đái máu đại thể, hay là vi thể đó. Thì đây các bạn có cái giang giang mạch, tức là cái khoảng giữa các cái mạch máu, thì đây chúng ta có tăng sinh giang mạch và lắng động IgA cùng với lại bộ thể C3 trên cái miễn dịch bình quang. Về điều trị, nguyên tắc điều trị là chúng ta phải đánh giá đầy đủ bệnh nhân. Thì chúng ta phải coi có tăng huyết áp không, protein liệu ở mức độ nào, mức lọc cầu thận là bao nhiêu, rồi có những cái dấu hiệu của các cái bệnh lý khác hay không. Thứ hai là điều trị giảm protein niệu và hạ huyết áp. Đó thì hạ huyết áp mục tiêu như là trong cái slide này. Còn giảm protein niệu thì hay dùng ức chế men chuyển. Nếu mà bệnh nhân ho nhiều quá thì mình dùng cái thuốc giãn thụ thể angiotensin với liều tối đa có thể sử dụng. Cái này nó tùy thuộc vào huyết áp của bệnh nhân. Và nếu mà bệnh nhân có đái đạm trên 1 gram trong 24 giờ. Đối với lại viêm cầu thận IgA đó thì mình có thể dùng ức chế men chuyển hoặc là giãn thụ thể. Và mình sẽ theo dõi cái protein niệu. Ngoài ra nếu mà nặng á thì mình có thể dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch như là corticosteroid hoặc là thuốc điều trị ung thư như là cyclophosphamide hoặc là azathioprine, thường là trong cái viêm cầu thận liền và có suy giảm chức năng thận nhanh chóng. Và nếu mà mức lọc cầu thận dưới 30 ml/phút, tức là nó diễn tiến dần đến suy thận giai đoạn cuối, thì không nên dùng thuốc ức chế miễn dịch. Và cái thuốc mà giảm cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể, người ta có thể bổ sung thêm dầu cá. Rồi khi mà có protein niệu da dẳng, tuy nhiên không khuyến cáo là dùng thuốc ngưng tập tiểu cầu. Rồi có nhiều cái lý do người ta cho rằng là tại vì bệnh lý miễn dịch là cho các nguyên nhân là do amidan, rồi đề nghị cắt amidan, thì cái này là không nên. Tại vì amidan là hai cái cấu trúc mà nó có vai trò là trong miễn dịch, nó hỗ trợ cho cơ thể. Vì vậy cho nên mình cắt amidan á, thì mình làm suy yếu cái hoạt động miễn dịch của cơ thể. Thì đó là những cái điểm chính mà các bạn cần biết về về cái hội chứng thận hư.